Wow, cả nhà ơi, tuyết rơi, quá chừng tuyết rơi luôn. Úi giời ơi. Đó, cả nhà thấy không? Wow, hôm nay tuyết rơi quá chừng nhiều luôn cả nhà. Nè, đó, bên kia nữa kìa. À, wow, nãy bác hàng xóm á, rủ mình lên đào khoai tây. Mà không biết tuyết như vậy bác có đào hay không nữa. Để lát nữa xem bác có gọi mình hay không nha. Wow, quay một tí xíu tuyết cho cả nhà xem cái đã. Chứ mà lạnh quá chừng luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình đi đào khoai tây cả nhà ơi. Thì hôm nay mình sẽ lên chỗ nhà bạn của bác Jerry đào khoai tây nha cả nhà. Trời đang mưa á cả nhà ơi, vừa mưa vừa tuyết luôn. Ở trên đây á, thì bác Jerry bác á, lấy cái giống khoai tây của nhà bác á, cái bác á, lên trồng cho bạn của nhà bác, nên là bác nói hôm nay là bác sẽ lên đào. Thì hôm nay bác ăn tối với bạn của bác Jerry á, bác hàng xóm mình á. Đây là một chỗ khác nha cả nhà, này cũng nhà trong rừng luôn á, rừng rú bên hai bên toàn là cây cối không nè đó. Hôm nay là đào đào khoai tây giữa trời tuyết luôn á cả nhà. Ê à, bác Jerry đâu rồi? Cứ đi khúc nào bác kêu là đi khúc nào đi. Làm sao có nào đi không nhỉ, cổng tha đi luôn. Rồi tốt nhất là cầm máy quay này, lỡ có chuyện gì cũng có để kỷ niệm. Ý, xe bác Jerry bên kia rồi, thấy rồi. Mình thấy là có một cái nhà xanh. Trong đây có một khu vườn hay gì á, mình chưa tới đây bao giờ hết. Bác Jerry biết mình hay thích quay video đào này nọ, nên là hôm nay bác lên đào với bác rủ mình lên quay phim cho mọi người xem cho vui. Ồ, nhà bác này có cái đồ này đó bên kia cả. Mình thấy rồi, trời ơi mọi người đang đào rồi, trời ơi, quá chừng nhiều người luôn. Mọi người đang đào bên kia kìa, vui quá hả? Hello. Wow. You guys are ready? Begin? Yeah. Ooh, wow. This is new. Hello. This is Hello everyone. New. Hello everyone. Hello. You guys don't mind in my video? Yeah. Ok, đi qua đào khoai tây thôi cả nhà ơi. Mọi người hôm nay đào vui quá ha. Không biết để xem hôm nay mọi người đào được bao nhiêu rồi nha. Wow. Đây, được nhiêu đây đây cả nhà ơi. Đó. How many you guys have? Ooh, yeah. Ooh, a lot over here. That's it? Not Is this much, less huh? than you were expecting? Yeah. Aww. Highly resistant. Oh, let's see. Oh, small baby. That's good seed. Okay. I see the fork. Only one type? Yeah. Don't have any bigger? No. Ah, a small one. You should plant some big one. Đó, nhỏ nhỏ không cả nhà ơi. Đó, hôm nay là đào khoai tây trong tuyết nha. Khoai tây tí hon. Có bên anh chàng đẹp trai bên đây xem. Nhỏ nhỏ bên kia kìa đó. Hôm nay là đào khoai tây tí hon. There you go, had one little baby. Yep. Oh, over here too. It's so exciting when you find one. Yeah. Bên chị đẹp gái bên đây được mấy hột nữa nè. Ừ, bên kia nè, anh bên đây được mấy. Look like dig the there's a big one. Yay. Over there too. Oh, thank you. It's fun. Small but fun, huh? It's awkward in here, you guys. Huh? Yeah, they're just really small. Yeah, they're kind of deeper. Dig a little deeper. I saw Mary Ann, she dig really deep underneath. Under. Dig under. So, dig a little deeper. These potatoes grow close to the surface. Mm. Hey, look at that. Huh?
Sunshine. Hey. Sunshine. Yeah. Great timing. Mọi người đào khoai tây vui quá. Ý, anh bên đây được mấy củ nhỏ nhỏ nữa nè. Mọi người nãy giờ đào, nãy mình lên sớm một chút nữa đào cho vui coi. Bé gỡ. Oh, there. Yeah. A bunch of the small ones. A small one. Dig a little deeper. Mọi người đào dưa. Để xem bên đây bác Jerry được bà thùng cả thùng bên đây nè. Đó, bên đây nè. Ồ, nó bị ấy hết trơn. Bởi vậy mình nói là qua cái winter là không có có nhiều. They're all good in their own way. Yeah. Fair point. Well, yeah. They're just compost. Which that's also good. That is also good. Ooh, yeah. Hết chưa? Còn chưa? Còn nữa không? Your soil's going to be all tilled up and ready to plant. Yeah. Had one small. Oh, there, yay. Yay. Thank you. Just head that way. Plant some carrot next time. You got it. You could put a bunch of little kids on here and tell them it's a potato competition. I was trying to get families to come. Oh, good. You're like Easter egg. Hey! Oh, oui. Over there a lot too. Huh? Three of them. Four. Wow. It's a lot, but small though. Yeah, but they'll start new families. I feel like there's some in here. Yeah. Bên đây, anh chàng bên đây có một mớ nữa nè, đó. Yep. Ui, đe. Ui, wow. Trời ơi, ở đây nhiều quá chừng luôn nè. Found some. Wow. Oh, wow. Ooh, wow. You had a lot over here. Nice. Potato radar. Uh-huh. Okay. Okay. Oh, man. Chị đẹp bên kia. Ui, trời ơi, bên đây công nhận nhiều ghê luôn. Wow. Ui, I saw one over there. Oh, thank you. Yeah. Yay. Cool. Cool. Chị đẹp bên đây quá chừng bên đây nữa nè. Đó. Ui trời ơi. Cái này nhiều quá chừng luôn. Wow. Nice. Apparently these were more like in the middle. Cuz yeah. Oh. Yeah. Got one on your. Huh? Oh, right in here. Một cái chỉ trong cả cái sạn ở trong á. Trời ơi. Nó đào vàng à nha, vui ơi vui luôn. Khi mà thấy đào lên thấy củ khoai là mình thấy vui ghê luôn cả nhà ơi. Oh, bên kia kìa. Đào bằng tay vui lắm. Bác sĩ đi có một củ bên đây. Nó bị ấy rồi. Bên kia đó, yeah. I saw one over there. Yeah, đó, yeah, củ bự. That was a good one. That's fun. I saw one. Yeah. Couple up there. That's a big one. Yeah. Biggish one. One more. That was rock. Oh. Ôi, bác. Ui, trời ơi. Bên đây mới nhiều nè. These are different. It's a Yukon Gold, I think. Yeah. Yukon Gold. Yeah. I don't know what it is, but it's not that. I don't think you want to put the Yukon Golds in with the fingerlings. Yeah. There's another bucket over there. Over here, yeah. We can mix them together. No. There. There you go. Huh? Một củ. Ê, bỏ separate, huh? I found one big.
keep these separate. Yeah. Okay. Is that a different kind of potato in that bed? Yeah. That's for Thai. It's like Yukon Gold. Yukon Gold, I think. Oh, it's a red one? One too. Red one too. These are a bunch of seeds that I picked up. Ui trời ơi, bên đây quá chừng luôn. Yeah. Bên đây là khoai tây màu đỏ cả nhà ơi. Can I mix the Yukon Gold and the reds? Yeah. À. Đây, đi lụm thôi cả nhà ơi. Tay phiên mình đi lụm. Dưới quá hả? Đi lụm vàng, đi lụm vàng. À, mấy củ khoai tây bỏ vào đây. À. Màu đỏ nè. Nhỏ nhỏ không hả? Này là gọi là tí hon baby hả? Đó, wow. Trời ơi, mùa đông rồi á mà có khoai tây đào là sướng lắm luôn á cả nhà ơi. Mặc dù nó nhỏ nhỏ nhưng mà vui. Nó lên cây luôn nè. Bên đây nữa nè. Đó, đó. Wow, đây thêm mấy củ đó. Trời ơi, vui quá hả? Ui đây nữa nè. Trời ơi, mẹ ơi. Quý như vàng luôn. Ôi vui quá. À. Anh bên đây nguyên một tay luôn. Bên đây nữa nè. Ở here. Ở here. Một cái bên đây nữa nè. There you go. Wow, you had one of that too. Eh, I saw one of that, yay. Mọi người đang bên kia kìa. Đi đào lại hay gì á. Some in here. Oh, one, yay. Bên kia là dưới kia là suối kìa cả nhà ơi. Đó, nhà thấy không? Suối nè. Wow, đẹp mộng mơ ha. Xong trên đây là cái vườn này. Cái vườn này là của bạn của bác hàng xóm chứ không phải của bác Gary đâu. Đó. Đẹp ha. Nhà trên kia kìa cả nhà, thấy không? Nhà trên đó đó, xong mày ngắm suối, ở dưới đây có nguyên mảnh vườn, quá tuyệt vời luôn. Bên kia là nhà xanh nè. Đó. Oh, nice. Huh? Nice. Big boy. Big boy, trời ơi. Hôm nay nhà bác Gary đào được 4 thùng khoai tây cả nhà ơi. 1 thùng màu đỏ nè, 3 thùng màu vàng. Trời ơi, đã không cả nhà ơi. The big seed place. Yeah. And they package for the plant comes up. Bác đang chống gậy trên kia là chủ nhà ở đây mà bác chỉ mùa hè hoặc là 3-4 ngày hoặc là 3 tháng mấy tháng lại đây một lần. Mình tặng bác cái một củ mình muối củ dền đỏ, mình tặng bác một củ trên kia. Bác đi, bác vui lắm cả nhà ơi, bác đi lên nhà rồi đó. Đó, bây giờ thì ok, mọi người thì đào tới đào lui kiểm tra xem còn khoai tây không. Và bây giờ mình đi về thôi cả nhà ơi. Tạm biệt cả nhà tới đây thôi nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Bye bye cả nhà. Thank you you guys being my video.